Điện. Chở bây giờ lại vậy, chúng tôi chờ chú xuống bây giờ. Bây giờ mỗi giờ đi sáng rồi đi mỗi giờ. Dạ à, lấy chứ cái đầu dư. Dạ ơi, hôm nay chắc ngày mười mấy á, tiếp tục hết cơm cả nhà ơi. Rồi xem cơm mắm ký kênh ủng hộ giùm cả nhà. Tiếp tục cái cơm mỗi giỏ quá. Ai hai phiêu. Mình em thấy phiếu không để đâu à, hồi này phiếu đâu, nó phiếu ngủ rồi, nó phiếu à, hai bộ một. Chỗ này có lấy phiếu không, lấy phiếu không, để kia hả? Ăn cơm nó hay còn không, cho thêm hộp không? Hết rồi. Dạ, dạ, rồi. Dạ. Có rồi hả? À. Ở phòng ở đó hả? Dạ dạ. Cơm mấy hộp hết? 2 4 5 hộp ba. Rồi phiếu.
11 rồi. Dạ mới làm sáng này, chiều về bó mi lông. 10 bên đây 8 hộp. Chắc nhận hết. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai. Có hai em không? Còn đến đây hôm nay mấy hộp với cô? Yeah. Kia nó về rồi hả? Đây là hai con này ba hộp hả? Ủa. À, phiếu đây qua kiện lấy một phiếu, lấy một hộp nữa. Trời ơi. Chị thiếu một hộp à. Dạ đủ. Rồi hai lầu còn lầu nữa cả nhà. Mời vào vào chuẩn bị đi, vào vô trong 15 á. Cho nên ước hết công này. À, để vậy tôi vào chứ. Không in đồ hình lên cho đẹp, vẽ rồng rắn lên đó. À, để vậy ta in cái hình tâm. Chụp qua cái hình thầy á. À, anh thầy in cái mặt vô, đúng rồi, in vô đó. Ghen vô. Ôi, rồi còn mấy bên kia đi đâu? Nào nữa? Còn hả, còn đây, tiêm xe. Tăng đó nó vừa ăn không còn sót gì vào đâu thì nó lấy đưa nó mà lấy rồi bỏ. À, lấy thì đó nó nữa là ăn ai ăn thì người ta lấy còn ăn đem về. Đem về chứ đâu bỏ đâu. Ờ mới chùm bao mới nhổ về mới từ đấy nó ăn có uống gì uống. Hai kia lấy cái bị treo vô bị cái lãng đó. Đây có cái bịch nhỏ đây nè. Đây đây. Rồi, niềm sắt này.